Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay một ngày nắng đẹp trời tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, bởi cửa hàng em có cây hoa phượng thì tuyệt vời luôn. Vâng, với rất nhiều chiếc xe mà đang đợi chủ nhân xích về, vì là bây giờ cũng chỉ đợi sang tên rút hồ sơ thôi. Gần như nửa bãi là tất cả các xe là cũng đã được mua rồi. Thì đây em mới về một chiếc Toyota Innova bản G xịn, sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 2.0, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 8 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi, mới đi được có 18 vạn thôi. Và chiếc xe này hạn đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021. Vâng, sáng nay phải vất vả lắm anh em bên Vũ Di Auto đi tận từ trong thành phố Ninh Bình về đến đây. Và bây giờ thì đã có mặt để cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng chiếc xe đẹp này. Vâng, Toyota Innova bản G sản xuất năm 2010, form dáng mới. Mọi người có thể nhìn qua sơn si tổng thể của nội thất, của chiếc ngoại thất của chiếc xe thì không có gì phải chê cả. Da zin luôn nhé quý vị nhé, nội thất ghế da zin. Con này thì đã được gắn sẵn vèo mưa, chỉ điểm thiếu là không có giá nóc ở trên thôi. Vâng, một chiếc Toyota Innova bản G, camera lùi đã gắn sẵn kết hợp màn hình giải trí. Vâng, đèn đóm rất là đẹp. Và thưa quý vị các bạn, lốp lắp thì vẫn còn tương đối khá là ok, lốp Briton. Vâng, một chiếc xe sử dụng lốp Briton 2005, tỷ lệ 65 và vành 15, cua lốp thì khá là ổn luôn. Toàn bộ cua lốp của chiếc xe vẫn còn tương đối khá là mới. Vâng, với đội ngũ thợ lành nghề bên Vũ Duy Auto đi kiểm tra chất lượng của những chiếc xe này thì là đều đảm bảo hoàn tất chất lượng của chiếc xe trước khi mang về cửa hàng. Nếu không đảm bảo thì sẵn sàng là không thèm mua nữa và đi về tay không luôn quý vị ạ. Vâng, thế nên là mọi người thực sự lấy yên tâm, tại sao cửa hàng em bán được số lượng xe nhiều như thế này cũng chỉ vì lý do đó thôi. Mình đặt chất lượng lên hàng đầu, mình cũng là một khách hàng và khi mình đã đi mua xe thì phải đảm bảo từ A đến Z. Vâng, chiếc xe thì kính zin toàn bộ luôn nhé quý vị nhé, kính zin toàn bộ luôn. Vâng, tất cả các thông số các ấy của kính đều ngon luôn. Con này thì không đâm đụng, không ngập nước, không taxi dịch vụ luôn quý vị nhé. Vâng, và cái giá hơi chát, vâng, 305 triệu đồng, thì đây là một lựa chọn khá là ok cho mọi người. Vâng, tại sao nó lại có cái giá cao như vậy? Vì là tiền nào của đấy quý vị nhé. Vâng, không nhanh tay chỉ có hết thôi. Đấy, ngay như buổi sáng nay nhà em về một chiếc Ford Focus. Đấy, có bác khách ở Sơn La đã chốt rồi. Vâng, xin cảm ơn bác khách ở Sơn La đã tin tưởng cửa hàng của Vũ Di Auto. Chiếc xe đặt hạn đăng kiểm đến tận tháng 2 năm 2020. Form dáng đèn thì cũng tương đối khá là đẹp. Vâng, và đặc biệt là logo Toyota nổi bật trên phần mặt nạ hút gió luôn. Đấy, mọi người nhìn ạ. Con này thì có thêm cái hệ thống đèn chiếu gầm nhá. Đấy, đèn này. Đèn này bật thì cực kỳ sáng luôn, nó bật ngay ở dưới phần vô lăng. Và đây, mọi người nhìn ạ, đèn đóm khá là ổn. Vâng, nói chung là chất lượng của chiếc xe thì không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Vâng, cua lốp thì khá là đẹp, lốp láp mới. Và đây, em sẽ mở nội thất cho chúc quý vị các bạn xem. Vâng, ui, cái gương chiếu hậu của chiếc xe này thì không có chi tiết chống mất cắp gương. Còn đâu, tất cả các phần tappi thì sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Tappi cực kỳ sạch sẽ. Đó, mọi người có thể nhìn ạ, tappi khá là sạch sẽ. Mà nâng hạ kính chỉ bằng một nút thôi. Bây giờ em bật luôn khóa điện. Đấy, chìa khóa đầy đủ nhá. Con này có hai chìa khóa. Dạ vâng. Kính thì đã được dán phim cách nhiệt. Rồi, kính zin luôn. Keo chỉ này mọi người nhìn này, keo chỉ đẹp luôn. Đấy. Sơn si tổng thể rất là ok và răng cao su thì không biết rách. Cột keo, keo chỉ mọi người cứ thực sự lấy yên tâm. Tại Vũ Duy Auto thì những cái chi tiết này là phải đảm bảo hàng đầu. Đấy mọi người nhìn ạ. Vâng. Mọi người hãy cùng nhìn với Vũ Duy Auto. Đấy, các cái chi tiết cột kèo là không phải nghĩ luôn. Xe chất tiền nào của đấy. Đấy, ghế da zin nhá quý vị nhá. Ghế da rất là mềm, êm, chắc luôn. Và bên kia thì được lót thêm một tấm ghế lót bằng gỗ để làm sao cho cái khả năng mà ngồi lâu nó không bị mỏi lưng. Đấy, và túi khí cho người lái, túi khí người ngồi bên cạnh này. Đấy, rất là ấy luôn. Và thưa quý vị các bạn, nó có thêm cả đầu đĩa DVD giải trí. Đấy, kết hợp camera lùi. Đấy, phanh tay rồi cần số. Cần số thì cũng tương đối khá là ok theo thời gian. Và hộp để đồ này, rộng rãi luôn. Hai hàng ghế đằng sau thì ngồi rất là thoải mái vì là có cửa gió ở trên. Ôi, chết. Hai vùng điều hòa phía sau thì mọi người có thể nhìn là rất là thoải mái cho hai hàng ghế đằng sau. Thời tiết hôm nay cũng khá khó chịu. Đấy, em khởi động luôn động cơ lên, chả tội gì. Máy ngồi trong cái thời tiết nắng nóng như này thì ngồi trong một chiếc xe tuyệt vời như này, ấm cúng, thoải mái, mát lạnh như này, không có lý do gì mà không mua. Vâng,
cửa thì đóng mở êm khít luôn, và keo chỉ thì mọi người vẫn thể nhìn cùng, keo chỉ cũng khá là ok, tapi sạch sẽ, vâng, tapi rất là sạch sẽ luôn. Vâng, cửa đấy, cửa kính đằng sau này thì vẫn là cửa kính zin nhưng mà không có phim cách nhiệt nhé quý vị nhé. Vâng, trần này đấy, trần sạch sẽ luôn, điều hòa hai vùng ba vị trí đấy, ghế da zin luôn, ngồi thì khá là mềm. Cái con này thì cũng sử dụng cũng khá là lâu rồi nên là giữ được như thế này thì đúng là cũng không phải nghĩ ngợi gì đâu. Vâng, lốp đằng sau này là lốp nút ear nhá, mọi người có thể nhìn là lốp nút ear cũng tương đối khá là ổn. Vâng, phanh tăng trống, con này có phanh ABS kết hợp trên thân đó, sơn si tổng thể là không phải nghĩ ngợi gì rồi. Còn đèn đóm đây mọi người nhìn ạ, đèn đóm khá là sạch sẽ đẹp đẽ. Vâng, đèn đóm sạch sẽ đấy. Camera mắt, camera lùi cũng như hai cái cảm biến đằng sau để tránh va chạm khi mà mình lùi. Những cái chiếc xe dáng trường như thế này thì cũng phải tạo có cảm biến nên là mọi người thực sự là yên tâm. Đấy, cửa đóng mở rất là êm khít luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn là ba hàng ghế rất là rộng rãi thoải mái luôn. Vâng, trần sạch sẽ, điều hòa phả thẳng trước mặt luôn. À đấy, không gian đằng sau để khá nhiều đồ cũng tương đối là rộng rãi. Ốc ác thì chuẩn chỉ. Vâng. Đấy, bản lề, bản nước các thứ là ok. Và keo chỉ này mọi người nhìn nhé, keo chỉ ngon luôn. Đấy, keo chỉ nét căng luôn. Và rất là sạch sẽ. Bên này kính thì kính zin mọi người nhìn nhé, kính thì kính zin, lốp lap sạch sẽ, lốp Briton và cua lốp này mọi người nhìn ạ. Vâng, cua lốp này ok. Đấy, vâng, không gian nội thất bên trong nhìn từ bên ghế sau ghế lái này cũng rất là thoải mái, rộng rãi, trần này sạch sẽ đó, tapi sạch sẽ, cửa thì đóng mở êm khít luôn, kính nâng hạ bình thường, tất cả các chức năng cơ bản thì bên Vũ Duy Auto đảm bảo cho mọi người nhé, mọi người thực sự là yên tâm. Vâng, với giá 305 triệu đồng thì không kiếm đâu ra được chiếc xe mà chạy êm ngon chất như thế này đâu ạ. Vâng, cửa kính 4 cổng điều khiển kính một chạm tại trên người lái này đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, hoặc là chức năng khóa cửa, chốt cửa này, hoặc là chức năng điều khiển gương chiếu hậu, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, túi khí cho người lái này, túi khí người ngồi bên cạnh. Táp lô thì khá là sạch sẽ, táp lô chiếc xe này khá là sạch sẽ luôn, lại còn được thêm thảm nỉ nữa. Màn hình hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu 9,1 km/lít. Rồi màn hình DVD hiển thị kết hợp cam lùi. Đấy, quạt gió như bao chiếc Innova khác thôi. Nói chung các chức năng hoạt động thì hoàn toàn bình thường và còn tương đối khá là ổn, ok. Nút bấm cảnh báo lùi, đấy, các chức năng vẫn còn ngon. Cần số này, đấy, hộc để đồ rộng rãi. Đấy, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ luôn nhé quý vị nhá. Giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ luôn. Đấy, rõ ràng. Vâng. Nắp capo, mình mở lắp cốp đây, mọi người có thể cùng em Vũ Duy xem khoang máy, trái tim của chiếc xe. Vâng, máy móc thì chạy khá là chắc, con máy này rất là sạch sẽ, nói chung là giữ được như thế này thì khá là sạch sẽ. Cái này em chưa dọn dẹp gì nhá. Đây là cụm phanh ABS của chiếc xe, cụm phanh an toàn để tránh trơn trượt khi mà phanh gấp thì cũng rất là ok. Các cái phần đầu răng mọi người có thể nhìn này, bầu đèn này. Đấy, đầu răng bầu đèn vẫn còn ngon. Đấy, ốc áp sơn si các thứ vẫn còn nét căng luôn. Đấy, phần nắp capo thì cũng đã theo thời gian nên cũng hơi bẩn một chút, nhưng mà không sao. Nói chung là không gì phải nghĩ luôn, máy móc rất là chắc chắn luôn. Đấy, vâng, Innova thì hầu như là nhiều người mua về thì để chạy làm dịch vụ là chính. Những chiếc Innova cũ này vì là nó rất là khỏe khoắn và bền bỉ với thời gian, máy móc thì lành. Đấy, hạ phát cái là êm chắc luôn. Và đây, phần gầm đây, gầm bệ cao ráo, không thoáng, không mục mòn. Mọi người nhìn nhé, đó, gầm bệ đấy. Rất là chắc, gầm chất luôn, đấy. Máy chạy rất là êm. Vâng, và điều hòa mát rượi luôn, em đang bật đấy mà điều hòa mát luôn đấy. Vâng,
Thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Fuji Auto tại chợ Quán Toan ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Toyota Innova bản G xịn sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 2.0, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 8 chỗ ngồi, rộng rãi, thoải mái, tiện lợi, hiện đại, điều hòa mát lạnh, hạn đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021 mà mới di chuyển được có hơn 18 bạn thôi. Vậy những ai yêu thích chiếc xe này thì hãy nhanh tay alo cho em vì là tiền nào của đấy, và xe thì cũng rất nhanh. Đây mọi người nhìn này, ở chỗ em thì hình như hiện tại là gần như là không còn Innova luôn. Đấy, chất lượng Innova được khẳng định qua mức độ bán hàng của bên Fuji Auto. Những ai quan tâm thì alo nhanh cho Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn, và rất vui khi mọi người đăng ký kênh cũng như là bấm một nút like chia sẻ để cảm ơn quý vị các bạn, cũng như là cho mọi người những ai yêu thích những chiếc xe đẹp thì biết được đến những chiếc xe này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.